Ơ, bạn Kiệt với bạn Minh còn làm gì vậy? Trời ơi, các bạn ơi, hai con thỏ nó ăn chưa, cho nó ăn chưa? Chưa hả? Đấy, các bạn ơi, bạn Minh với bạn Kiệt thả thỏ cho bạn thỏ đi chơi nha. Cho bạn thỏ đi chơi đi. Ôi, chạy đi rồi. Rồi, bạn thỏ đang đi chơi này nghe. Minh ơi, Minh, lại đây mình ráp xe nha. Ờ, nó chơi đó hả? Cãi nó, cãi nó. Đây, bạn thỏ bánh bông lan. Đấy các bạn, hôm nay bạn Kiệt với bạn Minh sẽ ráp chiếc xe hàng cẩu này nha. Rồi bây giờ bạn Kiệt, bạn Minh sẽ đổ cái thùng xe này ra nha các bạn. Đấy các bạn, bây giờ mình đổ hai xe hàng cẩu ra, bắt đầu mình ráp xe nha. Rồi đây các bạn, hai bạn thỏ giờ đang ăn rau nha. Rồi bây giờ bạn Kiệt với bạn Bin sẽ ráp xe này. Rồi giờ bạn thỏ nằm bên đi, giờ hai bạn xé đồ ra nha. Rồi chuẩn bị xé ra. Ừ, rồi bạn Bin sẽ ráp cái xe cẩu màu vàng nha. Còn bạn Kiệt sẽ cáp ráp xe cẩu màu xanh. Rồi nhanh lên bạn Bin ơi, cần ráp phụ không? Đây lên đây, bắt hành ráp phụ cho. Ráp cái cây này vô. Bin, ráp cây này vô. Ê. À ráp ra, ráp bên đây này con, dưới đây nè. Ê các bạn ơi, bạn Bin không có biết ráp rồi. Rồi bây giờ ráp phụ bạn Bin nha. Rồi thôi, giờ mình qua mình coi bạn Kiệt cáp trước đi, rồi mà bạn Kiệt sẽ chỉ bạn Bin ráp nha. Rồi bây giờ mình gắn cái bánh xe vô. Rồi bạn Bin cho thỏ ăn đi. Rồi bạn Bin qua đây, bạn Bin cho thỏ ăn nha. Rồi con lấy cải con cho thỏ ăn đi. Rồi bạn Bin cho thỏ ăn nha các bạn. Rồi bạn Kiệt sẽ ráp cái xe này nha. Rồi bạn Kiệt ráp được hai cái bánh xe rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gắn cái bánh xe trước nha. Bạn Kiệt sẽ gắn cái hình cái mặt cừu vô cái bánh xe này nha. Ơi rớt rồi. Mạnh xuống, đè mạnh xuống. Wow, hay quá. Rồi bây giờ gắn cái bánh xe trước vô. Wow, rồi bây giờ mình gắn cái đầu này vô. Đây cái đầu này nó có nhạc nữa các bạn ơi. Rồi sắp xong cái xe rồi. Rồi ốc đâu rồi? Đây có ốc đây nè, anh chị ơi, gắn ốc vô. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ráp cái đầu xe vô nghe. Đây bóp thử. Wow, cái này có nhạc nữa, chúng mình gắn viên như nó có nhạc luôn á. Hay lắm. Đây, gần xong chiếc xe rồi. Và các bạn ơi, bạn Kiệt với bạn Bin ráp hãy xong xe cẩu nha. Bây giờ mình đi gấp mấy con vật nha. Đi thôi, nhanh lên. Gấp thôi, một con bơm bớm. Rồi, lượm nó lên luôn. Ôi, bạn Bin gấp con gì vậy? Bạn Bin có một con rầy nè các bạn ơi. Rồi, dính chưa? Ngay chỗ này đá khó gấp, thôi lượm luôn đi. Ngay chỗ đá khó gấp quá. Rồi, bạn Kiệt gấp được rồi. Rồi, đây bỏ rổ nè. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên bạn Bin ơi. Rồi tới con gì đây? Quả con kiến. Trời ơi, một con gì rầy bự dữ hả? Trời ơi, một rầy một cam bự quá trời luôn nè. Trời bên đây, ở kia gấp được con gì rồi. À, một con cào cào trừ các bạn ơi. Rồi bỏ vô vỏ đây. Nhanh lên bằng Bin ơi, nhanh lên. Gấp được nó chưa? Rồi bắt vô bỏ vỏ luôn. Rồi chạy lên đi. Ngay chỗ này gồ ghề quá. Rồi chạy lên đây dễ gấp nè. Rồi gấp con nhện vô, gấp con nhện vô. Đây. Rồi gấp nhện vô lẹ lên. Đây bằng Bin gấp được con nhện rồi các bạn ơi. Quá wow, rồi hay quá. Rồi bỏ vô, bỏ vô. Rồi ngay chỗ này dễ gấp nè. Rồi gấp vô nghe. Mạnh lên. Rồi gấp con cào cào vô. Ôi chui xuống đây luôn rồi. Rồi bỏ vô đây gấp lên. Rồi gấp lên. Wow, rồi rớt ra rồi. Rồi đây bỏ vô. Đây bỏ vô rổ. Rồi lên. Quá wow, trên đây còn quá trời luôn. Ui con cá kìa. Con gì vậy? Cá. Rồi gấp con cá nghe. Rồi gấp con cá. Đây, là mấy con này bỏ vô đây luôn. Rồi, không biết đang gấp con cá vô rồi các bạn, con cá màu đỏ. Quá wow, một con cá chép màu đỏ luôn. Wow. Đây bỏ vô vỏ. À, rớt cái nón luôn hả? Rồi, trời ơi, con cá này cá gì vậy? Trời ơi, một con cá biển mà dài quá trời luôn nè, bỏ vô vỏ luôn. Đâu, 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 đâu. Đâu con cá gì vậy? Quá wow, một con cá chép con này đi ơi. Wow, gấp vô, móc vô, móc vô.
quá trời, trời ơi hay quá, mạnh lên, rồi dính rồi, dính rồi, bỏ vô. Ơi gửi cho các bạn xem qua một con cá chép con nha, rồi bỏ vô vỏ thôi, rồi đưa cái bịch luôn, đưa cái bịch luôn. Quá wow, bằng kia gấp được con gì vậy? Cá. À một con cá nữa. Quá wow, con cá bự quá. Rồi nhanh lên nó chạy bây giờ nó bơi á. Rồi gấp vô, gấp vô. Rồi. Cá đâu đâu đâu. Rồi nặng quá các bạn ơi. Nhiều cá quá. Trời ơi nguyên con cá nữa. Trời. Đây bỏ vô vỏ. Thôi giờ ôm cá về đi. Ông Vinh ôm cá nó về nghe. Rồi ôm cá về. Rồi ôm cá về thôi. Đi thôi. Ủa mà con gì bị rớt vậy? Còn một con ong nữa nè. Con ong ở đây nè. Rồi gấp vô. Rồi Bin ơi chạy đem cá về kho ăn Bin ơi. Nhanh lên nhanh lên. À một con nữa hả? Rồi bỏ vô luôn. Rồi chạy thôi. Chạy đem cá về. Ê các bạn ơi bạn Bin móc nguyên một con cá bự khổng lồ luôn. Ê các bạn ơi bạn Bin với bạn Kiệt trời đi móc quá trời cá về luôn nè. Rồi bạn Thỏ đâu rồi ta? Đây các bạn ơi bạn Bin với bạn Kiệt bắt được một con cá chép nghe, cá chép màu đỏ nè. Con này con gì vậy bạn Kiệt? Ừ một con bọ, bọ cánh cứng nha. Đây con này con gì? Wow một con kiến luôn. Đây một con cá chép con nữa nè. Hay quá. Một con cá biển. Ờ một con cá biển màu trắng luôn hả? Một con cá cũng cá phi cũng luôn. Cá rô phi khổng lồ ở dưới biển á, nó đủ màu luôn á. Wow còn cá gì nữa đây? Cá hú hả? Đâu con này nè. Con đó cá hú hả? Các bạn mấy con cá này lạ quá. Cá bự. À có cá bự hả? Rồi, đây con gì ta? Một con dế nè, một con ong. Một con cà cào cào với con chuồn chuồn nữa. Một con kỳ nhông. Rồi, một con kỳ nhông nữa nè. Đó. Ủa, con thằng lằn. Ủa, thằng lằn á hả? Chứ phải con kỳ nhông hả? Trời ơi. Bạn Thỏ ăn xong chưa? Thỏ ăn xong rồi hả? À, để các bạn mình xếp mấy cá vô cái vỏ nghe cho nó đẹp nha. Đây nguyên một bầy cá luôn, cá này y chang cá thiệt vậy đó. Cá này là cá bằng mót nha, mót mềm đã lắm. Đây nguyên rổ cá y như thiệt luôn. Wow đã ghê chưa, nguyên rổ cá luôn nè. Đấy, các bạn như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau. Bye bye, bye, bye. Ê các bạn hôm nay bạn Bin với bạn Kỳ sẽ chơi một trò chơi bắn khủng long nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ đạn vô. Đây là bộ đồ chơi bắn khủng long nè. Nhét khủng long vô hả? Ờ đúng rồi nhét khủng long vô. Đó. Để chiến thắng thôi, khủng long của ta cũng đã chưa biết rồi. Đây là đồ bỏ đạn của bạn Bin nè. Bắn ai mà ngã khủng long nhiều nhất là người đó thắng nha. Ok không? Ok đó. Rồi người nào thắng là sẽ được dẫn đi kem. Muốn ăn kem gì? Thôi cho ăn kem dưa hấu nha. Rồi ok. Rồi bây giờ bắt đầu ghi khủng long vô. Đây con Bin là khủng long đây nè. Đó. Rồi một con đây nữa Bin. Dắt vô bắn hả? Ờ không có. Ở dưới đây này nghe. Đạn nó sẽ ra dưới đầu đây này nghe các bạn. Ở dưới đây. Rồi Bin bỏ đạn vô. Ui. Trời ơi đạn nó chạy ngoài mưa luôn rồi. Lộng vô. Đây Bin nữa nè. Ờ, rồi bỏ đạn vô. Rồi ok, bỏ đạn vô nghe. Rồi. Rồi bây giờ bóp cái này nghe nó các bạn, mình bóp cái này là đạn ở dưới đây nó sẽ ra nè. Từ bên đây. Nó ngã cũng đông hả? Ờ đúng rồi, Bin con nhắm đi, con bắn đi nghe. Rồi bắn thử coi 1 2 3. Đó, ôi bắn Bin, bắn. Ôi. Bắn bóp mạnh lên đi. Rồi. Đó, ngã. Rồi, bắn kịp ngã một con. Rồi, con bóp mạnh lên đi, bóp mạnh lên. Ôi, đó là kìa. Rồi. Bóp mạnh lên đi, bóp mạnh lên. Bóp mạnh lên đi. Con bị chết, còn có 3 con kìa. Con hết đạn rồi hả? Rồi, bỏ đạn vô. Rồi, bắn. Nè, con phải nhắm vô ngay cây này nó mới chết được. Ôi, đúng rồi, bắn vô, bắn mạnh lên. Đúng rồi. Cái được rồi, yeah. Rồi, con bị chết được một con rồi. Rồi, bỏ đạn vô. Rồi lấy đạn màu vàng bỏ vô luôn đi. Chu cắt nè. Rồi mình sẽ lôi đạn ra nha các bạn. Rồi cho đạn nó chạy ra. Rồi bỏ đạn vô. Thôi. Đâu từ nhiều hay. Rồi. Có 2 con. Bạn Bin còn 2 con nữa là thua rồi nha các bạn. Rồi, rồi bạn Biệt kìa còn mấy con, bạn Kiệt còn
Ôi rồi, bên kia còn bốn con này bắn bắn nhẹ. Rồi, chống đạn quá lắm, chống đạn quá vô. Wow, mạnh lên pin đi. Ôi, rồi, con còn con á pin. Mạnh lên pin đi, mạnh lên. Rồi, con ba con. Rồi, bỏ đạn vô. Bỏ đạn vô. Rồi bắn giống bắn. Yeah, rồi. Rồi yeah, bạn Kiệt thắng rồi. Mình còn tới 3 con rồi nha. Đấy, các bạn ơi, bạn Kiệt thắng rồi nghe. Bây giờ là trao lại hiệp 2. Hiệp 2 nữa là mới thắng lận. Rồi bây giờ gắn khủng long vô đi pin, lấy đạn ra. Đấy các bạn ơi, cái này chơi hấp dẫn quá. Quá các bạn. Hồi hộp. Ta sẽ là sở hữu quán khủng long này. Rồi, bây giờ bạn Kiệt 1 khâu. Ok giờ. Rồi bỏ đạn vô. Đặt cái này cho các bạn ơi. Đó. Ba sẽ là xã hữu chuyên nghiệp ơi, Viên ơi. Ê, mình có một cái rãnh này là đạn nó rớt ra này nha các bạn. Đó. Này chơi vui các bạn. Có một cái rãnh nữa kìa. Có một cái nút. Có một màu vàng nữa kìa đó. Ừ, vàng nữa. Ủa Viên cho đạn đi ơi, Viên chiếm hết rồi. Mà bị lát chứ. Rồi. Chắc Viên không. Rồi ok, bắt đầu hiệp 2 nghe. Rồi xong chưa? Chưa, đây đây. À, còn đạn hả? Rồi bắt đầu hiệp 2 luôn, rồi chuẩn bị bắn. Vô, vô. Rồi. Con. Ôi. Rồi. Pin còn 4 con nha, Rồi, pin còn 4 con nha. Rồi bỏ đạn vô, Rồi bắn mạnh lên. Rồi pin còn. Rồi mạnh lên. Vâng, rồi. 3 con đều rồi, còn 3 con đều luôn. Ôi ngã rồi. Ô, hai con này ngã rồi, còn hai con đều. Wow. Rồi mạnh lên. Rồi. Yeah. Rồi con cuối cùng nghe. Rồi bắn đi, ai ngã trước thua. Rồi yeah. Rồi như vậy là bạn Kiệt thắng rồi nha các bạn, 2-0. Đây các bạn ơi, như vậy là cứ video clip đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn video clip lần sau nghe. Mưa quá trời mưa luôn. Trời ơi, mưa quá trời luôn. Chạy vô. Wow, các bạn ơi, đây bằng kem xuống quát rồi kẹo luôn nha. Rồi bỏ xuống rồi. Đây nè các bạn, đây là cục kẹo anh. Đây cục kẹo con khủng long màu vàng. Rồi bây giờ mình mở thử mở cục kẹo này ra anh xem nha.